Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Hoang Tinh Retail. Ten 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 ten. Thì hôm nay mình sẽ cùng các bạn đến Stephonet địa chỉ 56/20 đường Nguyễn Thủ, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh để mình cùng các bạn mở hộp trải nghiệm cũng như là khám phá một dòng sản phẩm vừa mới ra mắt của Samsung. Đó chính là Samsung Galaxy Note 20 Ultra nha các bạn. Đây là dòng sản phẩm cao cấp của Samsung, sẽ hứa hẹn là mưa làm gió trong phân khúc điện thoại cao cấp. Liệu thì Samsung Galaxy Note 20 Ultra có làm các bạn xao xuyến, rung động hay là bồi hồi hay không? Mình thì mình cảm thấy trước khi mình review con này là mình thấy rất là phấn khích rồi nha các bạn. Bởi vì mỗi lần mình mở hộp một siêu phẩm nào của hãng nào ra thì mình đều cảm thấy rất là kích thích và ôi thích lắm. Hiện tại thì tại Stephonet quận 12 đã có máy demo rồi nha. Các bạn có thể đến đây trải nghiệm và cùng khám phá với Hoang Tinh Retail. Đây là chương trình khi các bạn đặt trước Samsung Galaxy Note 20, những dòng của Note 20 nha. Từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 20 tháng 8, các bạn sẽ được nhận những bộ quà tặng cực hot trị giá lên đến 6, 7, 8, 9, 10 triệu tại Stephonet quận 12. Thì bạn có thể coi quà tặng đi cùng với những dòng điện thoại các bạn dự định mua nha. Note 20 thì tặng loa Bluetooth nè. Note 20 Ultra để có hai sự lựa chọn quà tặng cho các bạn. Trước mặt các bạn đó chính là siêu phẩm Galaxy Note 20 Ultra. Hiện tại thì Samsung Galaxy Note 20 ra mắt tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, đó chính là Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra và Note 20 Ultra 5G nha các bạn. Giá dự kiến cho Note 20 là 23.990, Note 20 Ultra giá là 29.990 và Note 20 Ultra 5G giá là 32.990.000. Thì mình sẽ làm clip cập nhật giá ba dòng sản phẩm này cho các bạn tại Stephonet quận 12 nha. Theo như mình nghĩ tại Stephonet quận 12 sẽ tiếp tục giảm giá đó các bạn. Đây trước mặt các bạn đó chính là hộp. Hộp thì nhìn khá là bắt mắt và đẹp nha. Thiết kế đúng chuẩn của một chiếc điện thoại siêu phẩm, đặc biệt nổi bật với cây bút S Pen thần thánh. Bây giờ mình sẽ cùng các bạn mở hộp và trải nghiệm nha, để coi trong đây có gì. Một cây tăm lấy sim nha các bạn, gọi bình dân gọi là cây tăm lấy sim đó. Thì không biết liệu ốp lưng của con này có đẹp hay không. Ồ, hình như mình không có thấy ốp lưng các bạn ơi. Trong đây thì chỉ có một cuốn sách hướng dẫn sử dụng nhanh thôi nha các bạn. Một điểm đáng tiếc cho Samsung Galaxy Note 20 Ultra đó chính là không có ốp lưng nha các bạn. Wow wow wow. Nhưng mà các bạn đừng buồn, khi các bạn đặt hàng sẽ được tặng một bao da cũng cực kỳ là đẹp và rất là mắc tiền. Nhanh tay nhanh chân đến Stephonet quận 12 đặt hàng để được tặng bao da nha các bạn và rất là nhiều quà tặng. Wow. Điểm đặc biệt ấn tượng đầu tiên của mình đó chính là cụm camera của nó. Thì lát sẽ mình cùng các bạn khám phá nha. Note 20 Ultra thì hiện tại sẽ phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 màu trắng, đen và màu đồng. Đây là cục sạc nha các bạn. Cục sạc của Samsung. Tiếp theo là dây sạc. Samsung Galaxy Note 20 Ultra sử dụng dây sạc hai đầu Type-C. Nói chung là các bạn có thể cắm cả hai đầu vô cốc sạc luôn nha. Rất là tiện lợi. Tiếp theo là tai nghe AKG, thì mình sẽ cùng các bạn mở ra coi tai nghe thiết kế có đẹp hay không. Tai nghe AKG màu đen bóng, nhìn cũng khá là đẹp nha các bạn. Tặng kèm theo đó chính là 4 cái cục nhét lỗ tai. Sau khi mình mở hộp ra thì một điểm đáng tiếc trên con Samsung Galaxy Note 20 Ultra đó chính là con này thì không có ốp lưng nha các bạn.
một dòng sản phẩm cao cấp mà thiếu đi ốp lưng thì cũng khá là buồn. Cầm thực sự là rất là thích, tuyệt vời các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ mở máy lên, kích hoạt và cùng các bạn trải nghiệm Samsung Galaxy Note 20 Ultra với những tính năng, hiệu năng cũng như thiết kế như thế nào thì các bạn sẽ cùng mình trải nghiệm nhé. Giờ mình sẽ mở nguồn lên. Wow, những dòng sản phẩm cao cấp mà khi các bạn review thì cảm giác thật sự là nâng trên mây, bởi vì nó quá là đỉnh. Mình sẽ quét thử màn hình cho các bạn trải nghiệm. Con này thì màn hình với tốc độ là 120Hz nha, quét rất là nhanh. Note 20 Ultra sử dụng màn hình lên đến 6,9 inch. Có thể nói màn hình này nó tương đương với một chiếc máy tính bảng thời xưa rồi các bạn. Màn hình tràn viền có độ phân giải UHD cộng và sử dụng công nghệ Dynamic AMOLED 2X cho độ sáng tăng thêm đến 25%. Thực sự là khi các bạn nhìn màn hình mà mình tăng maximum độ sáng, con này nó cực là sáng luôn nha các bạn. Mình đến mức độ mình phải cảm nhận là hết hồn luôn á. Rất là sáng màn hình, rất là sáng. Ngoài ra thì màn hình của Note 20 Ultra còn có tốc độ làm tươi mới lên tới 120Hz để đem lại sự mượt mà. Đi kèm với đó sẽ có một chế độ giúp màn hình tự động làm tươi liên tục ở 120Hz và sẽ tự động giảm con số này xuống mức cần thiết ở các hoạt động như lướt web, chuyển ứng dụng nhằm tiết kiệm pin khi sử dụng. Có là khi các bạn sử dụng ở màn hình với menu các bạn quét á, thì là tốc độ 120Hz, còn khi các bạn chuyển qua YouTube hay là đọc báo thì tốc độ quét của nó sẽ giảm xuống nha, nó sẽ không còn là 120Hz nữa. Nổi bật nhất trên Note 20 Ultra đó chính là cụm camera với thông số khủng. Camera chính độ phân giải là 108MP, cậu độ f1.8, tiêu cự 26mm, chống rung quang học, lấy nét theo pha, lấy nét bằng laser. Camera tele độ phân giải là 12MP, cậu độ f3.0, tiêu cự 1.3mm, chống rung quang học, lấy nét theo pha, zoom 5x quang học, zoom 50x kỹ thuật số. Các bạn thấy camera thiết kế khá là lồi đúng không? Nhưng đây là một điểm nhấn rất là ấn tượng để các bạn nhận biết ra chiếc Note 20 Ultra này. Tiếp theo là camera góc siêu rộng độ phân giải 12MP, khẩu độ f2.2, tiêu cự 13mm, chống rung quang học, siêu chống rung khi quay phim. Đây là chiếc điện thoại tập trung nhiều hơn và khả năng quay video nên có thể quay video 8K cùng chế độ Pro Video Mode, cho phép tùy chỉnh khả năng zoom mượt chân thật kết hợp với 3 mic thu âm tiện lợi. Thực sự camera rất là đẹp nha các bạn. Camera trước 10MP hỗ trợ video call, quay video Full HD, tự động lấy nét AF, HDR, AI camera, xóa phông, quay video HD, nhận diện khuôn mặt. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu các bạn về giao diện phần cài đặt của Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Rất là nhiều tính năng được tích hợp ở trong phần cài đặt. Samsung Galaxy Note 20 Ultra chạy hệ điều hành Android 10 được hỗ trợ bởi chip Exynos 990 8 nhân 2x2.73 GHz, 2x2.5GHz và 4x2.0GHz, chip đồ họa Mali G77 MB11. Với viên RAM là 8GB, bộ nhớ trong là 256GB. Phiên bản Ultra 5G thì RAM là 12GB nha các bạn. Còn hiện tại mình đang giới thiệu các bạn là Ultra 4G. Note 20 Ultra sở hữu viên pin là 4500mAh, lớn hơn hẳn so với Note 20. Đi kèm với đó là cục sạc nhanh 25W cho phép sạc đầy 50% pin trong vòng 30 phút. Sạc nhanh không dây 15W và sạc ngược không dây 9W. Về phần bảo mật thì Samsung Galaxy Note 20 Ultra có hỗ trợ mở khóa bằng khuôn mặt và đặc biệt là mở khóa vân tay siêu âm dưới màn hình các bạn. Mở khóa vân tay siêu âm cực kỳ nhanh luôn.
các bạn có thể đến Cellphone S quận 12 để trải nghiệm. Bên cạnh đó có những tính năng như là trợ lý ảo Samsung Bixby, Samsung Dash, Samsung Pay, màn hình luôn hiển thị AdHD. Về phần thiết kế thì thiết kế với màn hình điện thoại là cây S Pen thần thánh đã được để qua bên trái. Tiếp theo là loa ngoài và jack sạc. Chiếc S Pen này đã được nâng cấp từ độ trễ 46ms giảm còn 9ms cho cảm giác viết vẽ như đang sử dụng trên giấy. Đi kèm với đó là tính năng AirAction. Bên phải màn hình điện thoại là nút nguồn kèm nút tăng giảm âm lượng. Ở trên màn hình điện thoại là khe SIM. Con này thì hai SIM kèm khe cho thẻ nhớ tối đa lên 1TB. Bên trái màn hình điện thoại đã được tinh gọn, không còn nút gì nữa nha các bạn. Ở mặt lưng sau với logo Samsung. Mặt lưng của Note 20 Ultra vẫn được làm bằng kính, nhưng thêm vào đó đã được phủ một lớp sơn để chống bám vân tay. Các bạn có thể tự tin thoải mái sử dụng mà không sợ lo vân tay như mặt kính thông thường. Camera đó chính là điểm nổi bật ở trên con Note 20 Ultra này. Với thiết kế các bạn nhìn khá là lồi, nhưng mà các bạn sẽ dễ dàng để nhận biết ra đó chính là Note 20 Ultra với chiếc camera khá là lồi. Một điểm đó chính là các bạn thấy ở trên đầu và dưới của màn hình điện thoại thiết kế khá là vuông vắn, cho bạn cảm giác cầm khi chơi game rất là chắc chắn nha. Thường thì ở trên đầu với dưới điện thoại sẽ thiết kế kiểu bo tròn đó, nhưng mà Note 20 Ultra thiết kế khá là vuông vắn, bởi các bạn cầm mà chơi game điện thoại đảm bảo cực kỳ là chắc chắn luôn. Thoạt nhìn thì các bạn cứ nghĩ là Samsung Note 20 Ultra thiết kế màn hình thác nước, nhưng thực sự không phải là thác nước nha các bạn, nó chỉ hơi cong một chút xíu thôi. Các góc cạnh được vuốt bo tròn rất là tỉ mỉ và chi tiết. Nhìn cái màu đồng này các bạn nhìn rất là sang nha. Bây giờ mình sẽ test camera. Nãy giờ mình giới thiệu về camera của con Note 20 Ultra rất là nhiều rồi. Bây giờ mình sẽ chụp một tấm ảnh để cùng các bạn trải nghiệm. Tèn tèn tèn. Với camera chính độ phân giải là 108 megapixel, thực sự tấm ảnh của con này mình không có gì để chê nha các bạn, không có gì để phàn nàn. Thang điểm 100 trên 100 điểm luôn, rất là đẹp, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Ok, cảm ơn các bạn đã coi video của mình nha. Mình vừa cùng các bạn đến Cellphone S quận 12 để trên tay trải nghiệm mở hộp và review con Samsung Galaxy Note 20 Ultra rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã coi video của mình. Nếu bạn cảm thấy video này hay, đừng quên cho mình một like, đăng ký kênh cũng như là share thật là nhiều, ủng hộ cho mình. Tạm biệt.